Thôi, không lằng nhằng nữa, thử luôn cho nó nóng. Đậu phộng, mệt người. Đầu tiên là cứ phải vào đuổi đen đã. Ui dồi ôi, chưa gì đã được đồ xanh thế này. Ui dồi ôi, hai món đồ xanh. Rồi, đồ trắng rồi. Đồ xanh nữa. Đồ trắng. Đồ trắng, hai phát thế là quá đủ rồi. Vàng chứ có phải vỏ hến đâu mà cứ quay hoài. Ôi, quay nhầm rồi. Quay nhầm hòm rồi. Vãi nổi ạ, hòm trên cùng mà. Hai trưởng quay nhầm hòm anh em ạ. Tay chân như nó còn quẻ đấy. Đủ má con cá. Ui, 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 trời ơi, được một set tím, trời đù. Set gì đây? Set này, ui, đồ hồng ạ, bộ này cũng đẹp nhưng mà. Được một khẩu K nữa này. Ui, nhiều K lắm rồi. Được một khẩu K anh em ạ. Không, nhưng mà khẩu K này anh không khoái em ạ. Thà cho anh con, thà cho anh cái vé quay hoặc cái gì đó, anh còn sướng. Nhưng mà anh lại không thích bộ trắng này, anh thích bộ tím cơ. Vãi nổi ạ, cho bộ trắng. Lại thêm lần nữa nào. Bộ tím đi. Ơ, sao bỏ 10 lần chắc chắn ra đồ tím mà nó lại không cho đồ tím. Nó lừa đấy. À, đây là lucky. Ok, lại thêm lần nữa nào. Mũ ba. Ui, Dacia. Vãi nổi ạ, con Dacia tôi có Dacia đẹp rồi. Tiếp đi. Vai nổi em ơi, đen dã man. Em bảo rồi, tối nay 1 triệu. Bây giờ anh một... nữa. Ui dồi ôi, toàn sáu sticker để sơn thôi. Vai nổi. Thêm nữa đi. Ui dồi ôi, cái điếu gì thế? Ta bảo rồi, tối nay vứt 1 triệu. QBZ ạ. À? Mày điên à? Ai nồi, hết tiền. Có 570.000. Đủ mã ăn cá. Anh phải băm bọn này ra. Nó cho anh rồi đấy. Nó cho anh cái váy tím thì có vẻ ngon không? Nó lại cho cái váy trắng ạ. Váy tím thì đẹp. Ờ, cái váy tím mới đẹp. Đẹp. Chứ cái váy cái váy trắng đấy nhìn xấu lắm. Bẩn. Nhưng mà chốt lại là anh vẫn muốn có cái mũ. Chủ yếu vẫn là cái mũ cơ. Ui ôi, trắng phớ. Ui trời ơi. Thôi rồi, mũ chưa cần nhưng mà ra váy tím là sướng rồi. Được rồi, có váy rồi này. Cái mũ này tôi có rồi. Cái mũ anh có rồi. Cái mũ mùa lần trước anh quay mùa đấy anh không có mũ thôi. Anh không có váy thôi. Đây mũ đây, mũ đâu nhỉ? Đâu? Ơ? Không phải bản này à? Anh Tuấn bản kia. Ui. Bản hàng anh mới có mũ thôi. À đây. Có mũ em ơi. Làm sao lại không có mũ được? Vớ vẩn. Đi vãi nồi. Lại K98. Lại xe Dacia. Ui. Vãi nồi ạ. Cho cái thứ khác đi. Mũ ba. Ui giời ơi. Mấy đứa bảo không có mũ, giờ nó cho anh mũ này. Dư mỡ nữa rồi. Vãi nổi ạ. Tôi bảo tôi có mũ rồi. Đủ má một cá. Nếu bạn đang có nhu cầu mua nick PUBG Mobile, hãy đừng quên đến với shop tuấnhc.vn. Shop mua nick PUBG có nhiều cộng tác viên trẻ đẹp à mà thôi. À, tỉa qua nhanh cái khu Povoto xong mình đến Hàn Thính nhá. Có team kìa anh, bắn phải bắn team có này. Có team chưa? Có team chưa? Có á? Đâu? Có team. Đi phải. Dùng pro nha anh, nhớ cái tên dùng pro nhá, bắn xong đừng ra. Ok. Ra vả. Ra vả cho nó. Tha đừng cái điều nhảy cái điều. Hai team. Hai team anh ơi, hai team. Ok em. Thế thì clear xong khu này rồi mình đi. Một team.
Anh Toán 2 kill đúng không? Anh là 3 3. Em ăn 6 nữa hết rồi đấy. Còn nhà thích anh Tuấn. Có. Con cá nhỏ này. Vẫn còn cơ. Còn nữa anh Tuấn ơi. Nó lên nhà anh luôn kìa anh Tuấn. Anh à. Rồi ok rồi. Giang thính ngay. Đông thế nhở. Ok Giang thính. Đúng mà. Đồng dã man của anh Thúy. Anh nghe tiếng mà nó chạy loạn quanh anh luôn á. Có 3 có 4. Em 5 tướng chân đây. Quanh em cầm của lục 5 tướng chân quanh. Có red dot không? Không. Đông vậy. Có 4 rồi. Có 4. Thôi thế anh sẽ AK X4 được rồi. Đi thôi. Cái bản này cái tiếng của đồng đội thi thoảng nó bị lỗi, nghe giật cả mình nhé. Đúng rồi. Nghe cứ tưởng là tiếng chân địch á. Đúng rồi. Mấy là anh giật mình á. Nó lỗi nhiều cái. Cái đệt. Cái đệt trả lụa may. Mất xe rồi em ơi. Chơi thằng đầu này nha. Ok, chơi. Tao lại cầm bình xăng lại tao đặt cái chân mày ra lại bắn nổ bây giờ đâu. Cẩn thận xấy, em chạy bên đấy, anh chạy bên này. Cẩn thận không nó xấy xuyên phát hai mình chết. Ok em lên nóc nhà này. Anh Tuấn chờ tí xíu nhá, em lên nóc nhà này quan sát. Kia rồi. Đây em ơi, không còn. Trong nhà thờ. Ui yếu rồi nhá. Thằng nào trước mặt anh nhá. Bên trái anh à. Thôi đấy em bắn như thế tưởng nó knock rồi. Nó không mà đạn nó mồm. Hình như là nó không có đồng đội hay sao ấy. Bò cho mình giết luôn. Chắc đồng đội đi nẻ rồi. Hết rồi. Cái nhìn khu này lăng nhăng chứ. 10 mic. 10 mic anh này vậy. Anh 7 rồi này. Đông vãi. Sao anh chờ. Ôi, nhiều lắm rồi em ạ. Ơ cục tính đâu? Mất rồi. Ơ giờ không có cục tính nữa à? Như thế. Em có thấy cục thính không? Giờ không có thính nữa rồi. Thế nào chúng nó điếu đến, không có thính nữa rồi. Hàng thính đã không còn thính, đồ má. Anh Tuấn lấy đàn xây không? Đây người ta bây giờ trở thành hang tối cổ rồi. Anh lấy làm gì? Anh dư thừa này. Bây giờ cái hang này gọi là hang tối cổ rồi. Hang thính mà lại không có thính. Mắc hại anh em ạ, đang tính này không có tính. Ui kia nghe tiếng em gái nói kìa. Có xe vào. Đây đầu này. Đang mở mic đúng anh, mạnh. Đang nói gì? Chạy rồi em ơi. Chạy rồi. Đi rồi đâu nữa mà bắn. Đi ơi chún. Đi xa lắm rồi, Đây, anh nghe tiếng xe nó vòng ra đây. Kia rồi, vết xe. À, ngã xe rồi hay sao ấy, ngã xe rồi. Chuẩn rồi, đến khu nhà em ạ. Ui, bốn thằng em ơi. Bốn thằng. Đợi em 100m. Au. Nó đâu anh à? Nó ở trước mặt anh luôn, trước mặt, chỗ gần cầu. Khu nhà luôn. Ui, một thằng. Có đủ 4 nhá, chun nhá, cẩn thận đấy. Okay. Nó chia rồi, hình như có một thằng đi xuống chỗ sông ấy để bắt mình ấy. Đây, em đang đi chỗ sông này. Ok, em đi chỗ sông đi. Smoke cái nha. Có sông đúng không? Có thằng sông này em cả nhà em làm. Em đẩy giết nó được không? Để em chưa uống nữa. Rồi. Tớ cứ vào đây tớ đóng cửa lại. Thì tớ chơi với các cậu sau. Đấy, thằng nào úp xe vào chứ. Có
cốc xe anh mở cửa ra là nó chết ngay. Anh đâu cũng ngu. Ôi vẫn chết chết à? Mở cửa ra là nó chết mà. Thầy cửa phát là chúng nó chết. Kia rồi. Gái đang xem anh Tuấn này. Gái đang xem anh Tuấn này. Ok. Cao quá anh không bắn được. Mọi người đang xem anh Tuấn bắn này. Ok em. Thằng sau đá yếu lắm rồi Chun đây. Đây mà hốt ra đi. Chưa. Nó còn có một thằng cover nữa. Thế thì để yên. Này, chuẩn bị bắn bên đấy nhá. Anh đáp bom đến này. Ok nha. Nó bị thần dịch một. Rồi lên đi em ơi, lên. Bọn này chuẩn bị chết hết rồi. Việt cậu. Cho sờ mốc có hai thằng nữa em ơi. Hai em ơi. Ôi yếu rồi. Ôi, yếm rồi nha. Confirm kìa. Yếm rồi. Nó không có. Thú được này. Ok. Đừng liều quá em ơi. Ok. Thôi, đang xem Tuấn bắn anh sao ấy. Ừ hứ. Đấy. Bắn khu giá nào. Còn bom không? Vứt bom ra đây cho anh. Nó ở đâu hả em? Ở trước mặt đây. Sau mặt mốc. Nó chết rồi. Để xa quá. Quá. Lỗi quá. Sơ móc con luôn đi, anh Tuấn ơi, con anh Tuấn con phớt không? Nó lên. Cho vứt cho em một phớt. Có thằng lên. Rồi xong rồi em ơi. Đúng rồi chúng tôi này. Anh biết ngay, nó lên. Quát. Đằng sau em ơi. Có ốp. Hai hướng mình sắp rồi. Bên trái rồi. Ôi. Sơ móc ra lùi về sau đi anh Tuấn ơi. Đây, anh đang cố sơ móc rồi. Góc mình tù quá. Kia rồi, anh thấy không? Họ cái cây hướng 110. Em lùi trước đi. Để anh. Mấy con heo này. Có thằng bắn cái râu ra ở đâu anh nha? Gốc cây em. Gốc cây. Anh không còn bom để anh đáp cho bọn này phát nhỉ? Đậu phóng. Cứ cẩn thận em ơi. Mình ngoài bo đấy chú nào. Anh biết. Có phải không? Nó có phải ủng. Nó đang làm gì ấy? Nó đang bắn em, nó đang spam và sấm. Căng thẳng nhỉ? Quá chịu nhỉ? Tụt xuống rồi. Anh biết xuống rồi. Có bắt sau cầm cầm. Nó đẩy em này, Ôi, nó đẩy rồi em ơi. Nó đến đây rồi. Chu này, dích xuống dưới đây. Ôi. Nó quay em ạ, bọn này khó chịu thật. Em nghĩ là gì đấy. Ừ, có thể. Gãy. Vẫn không được. Cày thế nhỉ? Thiếu máu quá.